Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Tư Quan Channel. Như tiêu đề thì hôm nay mình muốn gửi đến các bạn top 5 chiếc máy có thiết kế đặc dị nhất nhưng lại toát lên một vẻ gió rất là đẹp theo một phong cách riêng. Và ok, không để làm mất thời gian của các bạn thì mình sẽ đi ngay vào top 5 đấy nhá. Để xem là chúng ta sẽ có 5 chiếc máy gì nào. Thứ nhất, Samsung Galaxy S4 Zoom. Nghe qua tên gọi thì chắc hẳn các bạn đều đoán được chiếc máy này sẽ có phần gì đó thừa hưởng từ người anh em S4 của nó. Và ở đây đó là ngôn ngữ thiết kế ở phần mặt trước. Tuy nhiên thì sang đến mặt sau đã hoàn toàn khác biệt. Nổi bật nhất có lẽ phải kể đến cụm camera cho khả năng zoom quang học 10x cực kỳ ấn tượng. Chiếc máy này có thể xem như một chiếc máy ảnh du lịch, cho phép chúng ta có thể lắp sim và nghe gọi cực kỳ tiện dụng. Chiếc máy gần nhất có xu hướng thiết kế giống với S4 Zoom, đó là chiếc Zenfone Zoom. Tuy nhiên thì độ dày của nó đã mỏng hơn khá là nhiều. Thứ hai, Samsung Galaxy S6 Active. Nói về những chiếc máy có thiết kế hầm hố đặc dị thì không thể lược bỏ những chiếc máy thuộc dòng Active của Samsung. Và ở đây mình sẽ đưa ra một chiếc máy tượng trưng cho series smartphone đình đám này của hãng, đó chính là Samsung Galaxy S6 Active. Như các bạn đã thấy thì chiếc máy này sở hữu một thiết kế rất là hầm hố nhưng vẫn có một vẻ đẹp gì đó cuốn hút nhiều người, trong đó có mình, đặc biệt là với phiên bản màu đen với những vết rằn rỉ ở mặt sau nhìn cực kỳ là đẹp. Chiếc S6 Active này giống như S4 Zoom ở phần trước thì nó là một phiên bản khác của Galaxy S6, có thể gọi là nồi đồng cối đá hơn vì chiếc máy này sẽ được trang bị tất cả những tính năng như trên S6, ngoại trừ cảm biến vân tay, từ cấu hình, hiệu năng, camera, công nghệ màn hình, vân vân. Tuy nhiên nó đã có nhiều điểm nâng cấp rõ rệt, cụ thể là nó đã được trang bị khả năng chống nước chống bụi chuẩn IP68, cùng với đó là khả năng chống sốc, chống va đập theo tiêu chuẩn của quân đội. Và điểm cải thiện nhất của chiếc máy này so với người đàn anh của nó đó chính là dung lượng pin trên chiếc máy này được nâng lên thành 3500 mAh cho thời gian sử dụng là rất tốt. Nhìn chung thì đây là một sản phẩm khá đáng mua ở thời điểm hiện tại. Thứ ba, LG G5 và Moto Z. Cả hai thiết bị này thì đều tạo ra sự khác biệt với việc có thể thay thế được module. Cụ thể, LG G5 cho phép chúng ta có thể tháo lắp được module để thay thế với các phụ kiện khác như là thiết bị để chơi nhạc hay là thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì chiếc máy này lại không nhận được nhiều sự hưởng ứng tích cực từ phía người tiêu dùng cho lắm. Có lẽ một phần là do phụ kiện module để thay thế cho chiếc G5 này là quá mắc. Tiếp đến là Moto Z thì chiếc máy này ra sau G5 nên khả năng thay thế module cũng được tối ưu hơn. Cụ thể là chúng ta sẽ không phải tháo lắp bất cứ thứ gì ra từ Moto Z cả, cũng không cần phải khởi động lại máy, mà chỉ cần đặt khít những cái module lên mặt lưng của chiếc máy này thì đã có thể hoàn thành việc lắp ráp module lên rồi. Nó cũng có thể lắp các module để chơi nhạc và hỗ trợ camera, đồng thời cũng có một module có thể lắp vào như một viên pin dự phòng, giúp cho dung lượng pin của máy được tăng lên khá là đáng kể mà không cần phải cáp kết nối lằng nhằng, đúng không nào? Cực kỳ là tiện lợi. Thứ tư, BlackBerry Passport. Với tất cả những chiếc máy đến từ BlackBerry thì nó luôn có một điểm nhấn nhất định, và chiếc Passport theo mình nó là một sản phẩm mang tất cả những gì đã làm nên tên tuổi của BlackBerry. Thiết kế đặc dị, lạ mắt nhưng vẫn toát lên một vẻ sang trọng, bóng bẩy với bàn phím vật lý cực kỳ đặc trưng nhưng vẫn có thể cảm ứng được. Màn hình tuy vuông đúng nghĩa với tỷ lệ khung hình là 1:1, góp phần tạo nên vẻ độc đáo cho máy. Tuy nhìn vuông vức nhưng cảm giác cầm nắm cho chiếc máy này lại cực kỳ dễ chịu, với mặt lưng được bo cong nhẹ, cầm rất là ôm tay. Nhìn chung thì chiếc máy này cực kỳ hợp với những người thành đạt, kiểu dạng như là doanh nhân hay là sếp lớn, kiểu vậy. Với mình thì là như thế. Thứ năm, Samsung Galaxy S6S. Với Project Zero thì Samsung đã thay đổi hoàn toàn ngôn ngữ thiết kế trên các thiết bị của mình. S6S là chiếc máy thứ hai của nhà Samsung được trang bị tính năng màn hình cong tràn hai cạnh và ngay lập tức tạo nên cơn sốt ở thời điểm đó. Màn hình cong tràn hai cạnh trên chiếc máy này không chỉ giúp chúng ta có được những trải nghiệm tốt hơn khi xem phim mà nó còn có thêm một vài tính năng khá là hay, có thể kể đến như là việc giúp chúng ta truy cập nhanh vào các ứng dụng đã được cài sẵn bằng việc vuốt từ phía viền màn hình cạnh vào phía trong, cực kỳ là tiện lợi, đúng không nào? Ok, và vừa rồi thì mình vừa gửi đến các bạn top 5 chiếc máy rất là đặc dị mà theo mình nó vẫn có một vẻ gì đó toát lên rất là đẹp ấy. Đối với mình thôi, chắc là chỉ đối với mình thôi. Còn các bạn ấy thì các bạn có thích chiếc máy nào trong 5 chiếc máy đó không? Hay là vẫn còn những chiếc máy đặc dị hơn mà các bạn muốn chia sẻ với mình thì hãy comment ngay xuống dưới video này nhá. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và nếu như cảm thấy video này hay thì hãy like video cũng như là subscribe kênh YouTube để cập nhật những video mới nhất của bọn mình nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thứ hai, thông số cấu hình tốt. Với thông số của BlackBerry Passport chắc cũng chẳng ai xa lạ gì. Máy sẽ sở hữu con chip cực kỳ mạnh mẽ đến từ Qualcomm là Snapdragon 801, với dung lượng RAM được trang bị sẽ là 3GB, bộ nhớ trong sẽ là 32GB. Với bộ thông số như vậy thì chắc chắn máy sẽ cho người dùng những trải nghiệm cực kỳ là mượt mà, và sẽ rất khó để tìm ra được một khoảnh khắc mà chiếc máy này của chúng ta bị giật lag.